Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và đây là Tàu Nhanh Công Nghệ cùng với Linami. Theo HKABC thì NVDA đã sẵn sàng cho ra mắt chiếc GPU mới của mình trên dòng RTX 3000 với cơ chế bảo mật hạn chế đào coin hơn trước rất là nhiều. Và tên gọi của nó là GA106302 thì chắc chắn sẽ thay thế cho GA106300 trên dòng RTX 3060. GPU này sẽ có định dạng PCI Device ID mới, thế nên là tất cả các driver hiện tại sẽ không thể sử dụng được mặc dù GPU không hề mới. Đầu năm nay, NVIDIA cũng đã thông báo rằng chiếc RTX 3060 mới của họ là chiếc card đầu tiên sẽ hỗ trợ Resizable 3 và ngăn chặn thuật toán đào tiền ảo. Mặc dù được sinh ra với mục đích tốt, nhưng các bác nông dân đã sớm sau đó nhận ra rằng dù bị ngăn chặn nhưng chiếc 3060 vẫn tạo ra lợi nhuận tốt. Và như để sát muối thêm vào game thủ, NVIDIA đã làm lỡ dò dỉ phiên bản driver không hề ngăn chặn đào tiền ảo và coi như từ đó, những chiếc 3060 lại nối gót nhau ra ruộng cày coin với mức giá ngày càng tăng kinh khủng khiếp. Theo những thông tin dò dỉ thì chiếc GPU GA106302 này ngoài việc ngăn chặn đào coin bằng driver ra thì bên cạnh đó còn áp dụng một biện pháp cực kỳ mạnh tay để việc đào Ethereum là không thể. Thời gian dự kiến ra mắt sẽ vào khoảng tháng 5 tới đây. Và sau đó các phiên bản chặn đào coin của GPU GA102 và GA104 trên RTX 3070, 3080 và 3090. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ vẫn không biết rằng NVIDIA liệu có đặt tên cho GPU mới này là 3062 hay là 3060X gì gì đó hay không, hay vẫn để chung tên là 3060. Vậy các bạn có hào hứng đón chờ chiếc GPU mới này hay không thì hãy cùng comment xuống phía bên dưới để chúng mình được biết với nhé. Còn bản tin ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Những thông tin hot hit về công nghệ hay về game sẽ được chúng mình thường xuyên cập nhật trong chuỗi số Tàu Nhanh Công Nghệ tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.